Trong thời gian đó tôi xin mời anh Mạnh Duy sẽ có đôi điều tâm sự chia sẻ là đúng rồi cùng với anh chị và các bạn trên này. Tôi đang rất là muốn làm điều này. Tôi sẽ hỏi các bạn vài câu hỏi để coi như các bạn trả lời trước cho phần thi ứng xử vậy mà. Xin chào bạn. Nếu mà bạn được giải thưởng trong cái cuộc thi sắc đẹp và tài năng lần này thì bạn sẽ làm gì? Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời cảm ơn tới ba má của em. Mình xin cho em. Dạ, điều thứ hai là em sẽ dùng số tiền đó để em đi làm từ thiện cho trẻ mồ côi ở Bình Dương. Có 50 ngàn à, có 50 ngàn à. Ôi, trái bưởi. Và là các bạn là trái bưởi, hai trái bưởi. Cái tấm lòng của bạn rất là tốt. Mình cũng cảm thấy là rất là phục ba má bạn, bạn rất là sủ sữa. Ông bà nuôi bạn rất khéo, được cảm ơn nha. Bạn rất là, tôi rất thích tấm lòng của bạn, ok. Bạn luôn, bạn muốn nói, được muốn nói hả? Tiếng Hoa đúng rồi, tiếng Hoa rồi. Hạt chiều cô gái Hạt chiều bé Mon, cảm ơn. Ok, nếu như mà Mon đạt được cái giải thưởng trong cái cuộc thi này thì điều cái mong muốn nhất là làm cái gì nào? Dạ, điều mà nếu mà em đạt được giải thưởng á thì cái điều em mong muốn nhất là em sẽ hỗ trợ cho chính bản thân em. Em muốn trở thành nữ hoàng phòng vé. Ôi chéo gì bán cho sĩ thú. Vé số hay là ai phải nói rõ vé gì em? À đúng rồi. Vé xem phim. Xem phim rồi, em duyên lắm. Okay, rồi, tiếp tục. Xin mời bạn này nè, bạn này hồi nãy giờ không có được nói mà cũng khi mà hát á thì lúc xưa khi mà hát á thì là gương mặt thân quen. Hát
nó đi khóc nó đi. Ừ rồi, bạn có cái ý nghĩa gì khi mà bạn, nếu mà bạn nào đạt được cái giải thưởng này nè, rồi xin mời. Nó bự lên, nó nhỏ hơn ai nghe hết. Hồi hộp. Giá bù hồi hộp nữa. Dạ, trước tiên em xin cảm ơn ban giám khảo ở đây. Ôi, mấy bạn không có dọc lăng chân với nhau, đứng yên chỗ. Đã tạo cho em một sân chơi rất là thú vị và vui. Và đêm nay em được tỏa sáng trên sân khấu này. Và nếu mà em được giải hôm nay á, ủa mà giải hôm nay là gì anh? À, giải hôm nay là một giải thưởng rất là đặc biệt, đó là vương miện của người đẹp tài năng nhất. Và một giải thưởng trị giá dưới 100 triệu. Ừ, nó cỡ khoảng một cái cây bánh răng á. À, hoặc là một cái tiếp cậu lông chân vậy, anh không nhớ rõ, nhưng mà nó cũng là một cái phần thưởng rất là quý. Thì em sẽ em gửi cái phần thưởng này phần tặng cho ai, em có muốn không? Và em được đại diện thương hiệu của trường nữa ha. Ừ. Dạ, cảm ơn anh. Cái phần thưởng đó đó. Trước tiên là cái anh nói là cái gì? À, dưới 100 triệu nhưng mà cụ thể bao nhiêu hả? Nếu mà dưới 100 triệu á thì em sẽ đi đi từ thiện. Thôi mệt quá, nghỉ đi. Đi trời ơi, không có đạt giải đâu, đi chồng ai đi tới tôi muốn ngồi. Từ từ. Cái nào? Đâu cần có đó, con chó còn có cục xương mà em. Mới hai chị em cùng nói chuyện. Dạ. Nếu mà đọc dạ. Nín coi. Bây giờ có 100 triệu không có làm được cái gì đâu. Con tiếp cho nó ngăn là má ơi, để đứa nữa tiếp. Thì tao nhường giải nó đi vô đi rồi. Dạ. Nín đi. Nín đi. Tới tôi nè, tôi mới nói cái mục đích em đến với cuộc thư nè. Để chị nói trước. Dạ. Thôi để em nói trước đi. Tôi nói lẹ lẹ đi, tôi cho em giải được hoài. Dạ. Thưa ban giám khảo, thưa quý vị khán giả xa xa kia, đằng đây thì em có gì không thấy. Dạ. Mục đích của em á rất là cao cả đến với cuộc thi. Dạ, là số là học kỳ rồi á, điểm rèn luyện của em 49, thành ra là học kỳ này em gán đi đăng ký nè. Sau đó các em thi các cuộc thi, hy vọng là được giải nhất để được cộng thêm 2 điểm học kỳ. Cho em vậy, cho em. Trời ơi, trời ơi. Sao vậy? Nha mày. Tao ngực rồi đó. Trời ơi, quỷ thần ơi, em mặc cái bò để em không ngực mà nói ngực. Trời ơi, suy nghĩ sao vậy? Cái con này ở đâu ra vậy? Anh muốn không có cầu quyền ở đây nữa, thì nào ban giám khảo công bố thì thôi, anh đi ra chỗ khác. Xong rồi. Chương trình của em là cái câu cao tổ, cái câu ca múa đi này là cái gì vậy? Anh mổ. Rồi đỡ hoàn thành đi. Ờ đúng rồi, tại vì tôi vì sao mà tôi không tiến vào thế giới showbiz như vậy đó. Thôi cái thứ nhìn sao tạo mà ói. Và bây giờ xin cho em xin một tờ giấy A4. À xin mời, cái này chưa tuyên bố nhất gì ba mà mình chỉ tuyên bố những thí sinh bước vào vòng ứng xử